Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không thể tin, vì sao lãnh đạo Việt Nam lại mong muốn được lương thiện. Một thực trạng khó có thể lý giải ở Việt Nam hiện nay, đó là hầu hết các công chức, viên chức và lãnh đạo trong bộ máy nhà nước đều không sống bằng tiền lương. Bởi tiền lương quá thấp, không đủ để trang trải cũng như đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao với đồng lương không đủ sống như một số không nhỏ các quan chức, lãnh đạo, công chức thì vẫn sở hữu nhà riêng hay biệt thự, con cái vẫn du học ngoại quốc với chi phí hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Truyền thông nhà nước vào ngày 19 tháng 10 đưa tin Trung tướng Trần Văn Độ hiện nay không phải ai cũng chính trực được đâu. Theo bài báo vào ngày 19 tháng 10, Trường Đại học Luật và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm giáo dục phòng chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới. Trung tướng Trần Văn Độ nói rằng hiện nay không phải ai cũng chính trực được. Tại hội nghị này, Trung tướng Trần Văn Độ phát biểu rằng hiện nay không phải ai cũng chính trực bởi không liêm khiết được. Ông đưa ra ví dụ thẩm phán lương 8 triệu đồng mà nghề giúp việc lương cũng hơn 8 triệu đồng thì cán bộ liêm chính không nổi. Phát biểu của tướng Độ khiến người ta liên tưởng đến câu ta thán của nhân vật Chí Phèo nói với Bá Kiến rằng tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện đây? Câu nói của Chí Phèo tưởng rằng chỉ tồn tại trong tác phẩm của văn học. Vậy mà sau hơn 70 năm, trong thời đại mà Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, nó lại hiện hữu. Có lẽ Trung tướng Trần Độ muốn đặt vấn đề để cảnh báo với chính quyền rằng hãy cho công chức nhà nước được sống bằng đồng lương để họ không cần phải tham nhũng, vẫn có thể sinh tồn. Quy luật sinh tồn của con người là đói thì đầu gối phải bò. Một khi lương của công chức nhà nước không đủ sống, thì cấp nhỏ thì tham nhũng vặt thông qua việc hành dân, đưa ra những điều kiện khó khăn để buộc người sử dụng dịch vụ công phải bỏ ra phong bì để mà cảm ơn. Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, chánh án Tòa án Quân sự Trung ương. Cái lạ là tại sao vị trí của một công chức quèn với mức lương 4 đến 5 triệu đồng mỗi tháng mà người ta sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng để được ngồi vào đó. Còn có quan lớn, tức các lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, dẫu hưởng lương và bổng lộc từ tiền đóng thuế của dân, nhưng cũng chỉ chăm chăm nghĩ mưu ăn cắp, bòn rút ngân khố thành của riêng của mình. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, làm công chức nhà nước điều kiện tối thiểu là phải đảm bảo có mức lương đủ sống, đủ nuôi gia đình và con cái họ. Điều mà cho đến nay, nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam sau 78 năm cầm quyền không thể nào thực hiện nổi. Khi công chức nhà nước lương không đủ sống thì họ phải kiếm tiền bằng mọi cách, kể cả ăn bẩn. Môi trường giáo dục là điển hình dễ thấy nhất, nhà trường thì lạm thu của phụ huynh, thầy cô giáo thì ép học sinh phải học thêm. Nếu ai không chịu thì bị trả thù ngay lập tức. Đây là điều mà ai cũng biết, không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, mà nó ở tất cả các lĩnh vực khác cũng diễn ra tình trạng như thế. Đều tình trạng chung, mẫu số chung là tiền lương từ nhà nước trả cho công chức không đủ sống và bắt buộc họ phải làm bậy. Buổi tọa đàm giáo dục phòng chống tham nhũng với yêu cầu xây dựng văn hóa liêm chính trong giai đoạn mới. Song ở Việt Nam, chính quyền càng hô hào sắp xếp lại biên chế, tinh giản, cải cách bộ máy thì hệ thống cán bộ công nhân viên chức lại càng phình to. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã thừa nhận cứ 40 người dân thì phải nuôi một công chức. Theo đó, bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay có tới 2,8 triệu cán bộ công chức viên chức, tính bình quân cứ 40 người dân phải nuôi một công chức. Trong khi ở Mỹ có số dân gần gấp 4 lần Việt Nam, nhưng đội ngũ công chức của họ chỉ có 2,1 triệu người. Nghĩa là 160 người dân Mỹ mới phải nuôi một công chức gấp 4 lần Việt Nam. Phải chăng đó là kết quả của một nhà nước không do dân bầu ra, mặc dù chính quyền vẫn tuyên bố rằng họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nếu thế, đó chỉ là một thứ nhà nước vô trách nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Không thể tin, vì sao lãnh đạo Việt Nam lại mong muốn được lương thiện. Trịnh Văn Chiến thoát truy tố, sự thất bại của Tổng Bí Thư trong việc chống tham nhũng. Tham nhũng ở Việt Nam lâu nay
đã trở thành một vấn nạn rất trầm trọng và nó trở thành một vấn đề nhức nhối trong toàn xã hội. Nó làm xói mòn lòng tin của dân chúng đối với chính quyền. Dù Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm đến việc chống tham nhũng, tuy vậy, việc chống tham nhũng này không phát huy được kết quả như mong muốn. Thậm chí càng chống, tham nhũng càng tăng, sinh sôi, nảy nở, từ Bắc đến Nam. Dư luận xã hội thấy rằng tham nhũng ở Việt Nam là vô phương cứu chữa, bởi vì nó dột từ trên dột xuống, và tham nhũng tràn lan từ Trung ương đến các địa phương. Khởi tố cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng. Trong một phát biểu trước đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi nói về tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đã thừa nhận rằng hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ đến, hết sức sốt ruột. Nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có. Công luận thấy rằng để chống tham nhũng cần phải đạt được hai mục tiêu cùng lúc. Một là phải trừng phạt được những quan chức tham nhũng, hai là phải thu hồi được số tài sản bị thất thoát do tham nhũng mà có. Trước và trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thông tin cho biết một loạt đại án tham nhũng được đem ra xét xử và hàng loạt quan chức các cấp sẽ bị kỷ luật đảng vì rất nhiều sai phạm. Trong đó có cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến. Thậm chí, giới thạo tin còn khẳng định như đinh đóng cột rằng ông Trịnh Văn Chiến sẽ bị khởi tố, bắt giam ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Vậy mà không hiểu vì lý do gì cho đến nay, ông Trịnh Văn Chiến là một quan chức bê bối hàng đầu ở tỉnh Thanh Hóa, vẫn nhởn nhơ. Ông Chiến là người bị cáo buộc tham nhũng hàng trăm tỷ liên quan đến các dự án đầu tư của tập đoàn FEC tỷ phú Trịnh Văn Quyết và tập đoàn IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài ra, ông Chiến còn nổi danh với tai tiếng cặp bồ và có con riêng với hốt cơ Quỳnh Anh, từng đình đám vào hồi năm 2016 và được dư luận rất quan tâm chia sẻ. Cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến. Người chịu tội thay cho ông Trịnh Văn Chiến vừa mới bị khởi tố gần đây là ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch tỉnh Thanh Hóa. Ông Xứng bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến dự án Hạc Thành Thâu. Theo báo Thanh Niên vào ngày 21 tháng 10, trong dự án này, ông Xứng cùng hai thuộc cấp bị cáo buộc là đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 55,8 tỷ đồng. Nhưng ông Nguyễn Đình Xứng không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Báo Thanh Niên cho biết đây là vụ án lớn ở tỉnh Thanh Hóa, không chỉ vì số tiền gây thất thoát lớn mà liên quan đến nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở và tỉnh dính vào vòng lao lý, thu hút sự chú ý của dư luận và người dân tỉnh Thanh Hóa. Điều đáng nói, báo Thanh Niên còn tiết lộ ông Nguyễn Đình Xứng thanh minh rằng trong dự án Hạc Thành Thâu, ông Xứng chỉ làm theo lệnh của ông Trịnh Văn Chiến, cựu chủ tịch, cựu bí thư tỉnh Thanh Hóa. Tuy những bê bối của ông Trịnh Văn Chiến xảy ra suốt gần 10 năm nay gây nhiều bàn tán xôn xao, vậy mà đến Hội nghị Trung ương lần thứ 8, ông Trịnh Văn Chiến mới bị Ban chấp hành Trung ương Đảng cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, chứ không bị khởi tố bắt giam như lời đồn đoán trước đây. Điều đó có liên quan gì tới ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là người đồng hương Thanh Hóa của ông Chiến hay không? Toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Kết quả của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 như vậy đã cho thấy đây là sự cạnh tranh về quyền lực và lợi ích giữa các phe phái trong Đảng. Và cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng vẫn chỉ là câu chuyện nửa vời, đánh trống bỏ rồi, không có gì thay đổi. Một khi công cuộc chống tham nhũng thực chất chỉ là đấu đá nội bộ, trong bối cảnh bất kỳ quan chức nào của Đảng cũng tham nhũng, Tổng Bí thư Trọng lâu nay chỉ diệt người không cùng phe, nay ông Trọng sức tàn lực kiệt, trong khi thế và lực của Phạm Minh Chính lại đi lên, thì công cuộc chống tham nhũng đã quay sang sự thỏa hiệp. Theo giới chuyên gia, muốn chống tham nhũng hiệu quả thì Việt Nam cần phải thay đổi cơ cấu, cơ chế về pháp luật, phải có hệ thống tư pháp độc lập, đồng thời cần phải dân chủ hóa đất nước, đổi mới hệ thống chính trị, tôn trọng sự đa nguyên và các quyền của công dân, theo hiến pháp đã hiến định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Trịnh Văn Chiến thoát truy tố, sự thất bại của Tổng Bí thư trong việc chống tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.